Chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị bộ đôi Candy Hermosa 50 và Light 50 2020 thời mới nhất ra mắt thị trường Việt Nam. Kimco là một hãng xe Đài Loan đã có thâm niên 16 năm tại thị trường xe Việt Nam, được người dùng nhớ đến với những cái mẫu đạt 50cc cực kỳ chất lượng. Mới đây hãng này còn ra mắt thêm hai cái dòng xe Tega mang thiết kế là hoàn toàn khác nhau, hướng tới đối tượng khách hàng học sinh sinh viên. Thị trường xe 50cc hiện nay là những mẫu xe chất lượng thấp đến từ hãng Trung Quốc chiếm lĩnh rất nhiều. Nhưng tiện thấy được điều đó, hãng xe Kimco ra mắt thêm các phiên bản mới của hai dòng xe được rất nhiều người yêu mến là Candy Hermosa 50 và Light 50 2010 nhằm lấy lại thị phần. Cả hai chiếc xe này đều đến từ hãng Kimco, đều mang cho mình kiểu dáng thời thượng, thiết kế sang chảnh và được rất nhiều phiên bản màu để dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt ở chỗ mức giá của hai chiếc xe này là cực kỳ mềm, chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng một chút. Candy Hermosa 50 2020 dễ gần hơn nhưng không kém phần cá tính. Kimco sản xuất rất nhiều cái dòng xe dành cho những cái bạn thanh niên và những cái thiết kế cũng góc cạnh, nhờ đó đã có những cái sự cắt xẻ bút chọn rất nhiều chi tiết tạo nên một cái đẹp thể thao chắc chắn. Bên cạnh đó, đèn hậu và đèn xi nhan cùng với công nghệ LED mới đem tới hiệu năng sáng hơn và tiết kiệm hơn. Cái đồng hồ của Candy Hermosa 2020 có thiết kế cực kỳ đơn giản. Các thông số như là xi nhan, xăng cộ, tốc độ vân được làm hết sức đơn giản và cực kỳ dễ nhìn, không mất nhiều thời gian tập trung vào đồng hồ khi chúng ta lưu thông. Ngó vào cái cụm công tắc trên chiếc xe, chúng ta còn phát hiện chiếc xe này được hãng Kimco tích hợp chức năng Maxim, một công tắc sinh vượt mà ít những cái dòng xe 50cc sở hữu. Kimco còn trang bị thắng đùm trước và sau cho Candy Hermosa 2020, có khả năng hoạt động an toàn trong giải tốc độ là từ 30 đến 40 km/h. Tốc độ cho phép của xe là 50cc, nổi bật nhất vẫn là cái cặp mâm đúc nhưng được xử lý nhẹ lại để bề mặt nhìn cực kỳ gân guốc và cứ như cái mâm cc xịn sò. Cái mẫu xe này là một trong những chiếc xe có bình xăng phía trước, như vậy mà yên xe có thể tích tương đối là rộng rãi, có thể bỏ được nguyên cái nón bảo hiểm 3/4 đầu và rất nhiều vật dụng nhỏ khác. Theo mình thì nó có thể chứa luôn cả một cái chiếc ba lô đi học một cách cực kỳ dễ dàng. Kimco Candy Hermosa 2020 có mức giá bán dao động là 23.500.000 đồng đối với hai bản màu trắng và đỏ, 24 triệu đồng đối với hai phiên bản màu đen và cái màu xám, và 25 triệu đồng đối với phiên bản màu xanh xám và đỏ nhám. Theo cái từng khu vực, do đó chi phí vận chuyển với các chi phí cũng khác mà giá bán tại các lý có thể dao động so với mức giá bán đề xuất. Kimco Light 50 2010 nhẹ nhàng và uyển chuyển. So với Kimco Hermosa thì cái Kimco Light 2020 có thiết kế nhẹ nhàng hơn hẳn, nhìn tựa như mẫu tay ga tính từ châu Âu rất sang trọng, đặc biệt dành riêng cho nữ giới. Cái mẫu xe này cũng được hãng Kimco trang bị hệ thống cái đèn xi nhan, đèn hậu nhận LED, thu hút được cái sự chú ý của người đi đường. Bên cạnh đó còn được đánh giá rất cao nhờ khả năng tiết kiệm bình điện. Đồng hồ của Light đã gây chú ý với cái đường viền mạ rơm sáng bóng. Bên cạnh đồng hồ là những thông số như odo, tốc độ vân, hiển thị rất đơn giản nhưng không kém phần thu hút. Cái cụm công tắc bên trái vẫn hiện hữu cái nút Maxim. Nếu cần vượt vào ban đêm thì công tắc này tỏ ra rất hữu dụng với những người đi buổi tối. Khi chúng ta xài cái kèn thì hơi bất lịch sự chút lắm. Kimco vẫn ứng dụng trên mình thắng đùm cho phiên bản Light, một trong những trang bị làm giảm giá thành, đưa chiếc xe gần hơn với những người tiêu dùng. Cái mâm của Light có rất nhiều kiểu dáng như là ngôi sao phủ cái lớp sơn bóng trông cực kỳ sang trọng. Cái mẫu xe này có phần yên cũng rất bự, không kém gì là Hermosa, giúp những bạn nữ phải thoải mái chứa những vật dụng linh tinh như là giỏ sách, son phấn vân. Một chi tiết nữa mình rất thích ở Light mà Hermosa thì không có, đó chính là phần tay giắt phía sau dạng thanh, rất dễ cầm nắm hơn hẳn so với những cái kiểu tay cắt to bản của Hermosa. Vật Kimco Light 50 2020 có mức giá dao động là từ 23.800.000 đồng đối với hai cái bản màu trắng và màu đỏ, 24.300.000 đồng đối với phiên bản màu xám và 25.200.000 đồng đối với phiên bản màu xanh bóng và đen bóng. Tùy theo từng khu vực, do chi phí vận chuyển và những chi phí khác
mà giá bán tại các lý có thể dao động cao nhất bán lẻ đề xuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nhớ like, share, subscribe.